Chào mừng mọi người đã đến với Tài Lê Fiction. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi với mình câu cá hố. Và sau đây là mồi mình sẽ sử dụng hôm nay. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều thì mình sẽ sử dụng hai con mồi này. Nó sẽ rất là lấp lánh dưới nước. Nó sẽ rất là hu hút cá. Và mình cũng xin chia sẻ luôn là loài cá này sống ở tầm trung. Vì vậy khi ra mồi, bạn cứ đợi cho nó 3 đến 4 giây rồi kéo nhẹ nhẹ vào và cứ giật giật. Và cứ kéo vào, cứ nhẹ nhẹ, cứ giật giật, cứ kéo nhẹ nhẹ vào và cứ thế là lậm gạo. This one a little better. A little better, huh? Yeah, a little bit better. Con cá này răng rất là bén nha. Xớp ngang là lấy máu liền nha. Where are the crab, huh? Yep. Easy. Stay still, man. Và cuối cùng, đây là vũ khí bí mật của mình. Khi mặt trời vừa tắt nắng hay là ban đêm. Tại sao mình gọi nó là vũ khí bí mật? Vì bên trong nó có cái lục lạc. Khi mình kéo nó sẽ kêu phát ra tiếng động và cá sẽ đi theo và sơi nó. Và như vậy, thông qua đoạn clip này, bạn có tin là mấy con cá này nó có thể nghe được không vậy? Mình nói chuyện là nó nghe đó. Good papa. Hi.